Với tinh thần xem trọng người lao động, coi vị trí của người lao động là trung tâm, là sự sống còn và phát triển của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có cách làm hay, sáng tạo, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt chăm lo tốt cho người lao động. Trường Mầm non Tiểu My, quận Liên Chiểu có 27 lao động và 157 trẻ đang theo học. Không chỉ đảm bảo tốt về thu nhập, đóng các loại bảo hiểm, ký thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi cho người lao động, mà nhà trường còn đặc biệt quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về thời gian làm việc của giáo viên nữ đang mang thai, nuôi con nhỏ hoặc neo đơn xa trường, còn có chế độ giảm học phí cho con em giáo viên làm việc tại trường. Bản thân tôi cũng như các giáo viên cảm thấy rất là hài lòng, vui vẻ, phấn khởi khi được làm việc. Và tôi cũng thay mặt cho người lao động cảm ơn nhà trường đã mang đến những phúc lợi, chia sẻ những khó khăn để chúng tôi yên tâm công tác. Mọi cái vấn đề trong hàng tháng mình sinh hoạt thì mình vẫn công khai, ví dụ như công khai về tài chính, công khai về thu chi, công khai về suất ăn của học sinh, rồi công khai về cái chuyên môn, cùng chia sẻ với cô giáo vượt qua và khắc phục những cái gì khó khăn là cùng nhau để chia sẻ và cùng hỗ trợ nhau để mà hoàn thành cái việc chính, nhiệm vụ chính đó là chăm sóc giáo dục trẻ. Bên cạnh đó, để chăm lo tối đa cho người lao động, công ty trách nhiệm hữu hạn bao bì Tăng Long thuộc khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng đã xây dựng siêu thị mini ngay trong công ty, phục vụ với mức giá ưu đãi. Đặc biệt, công ty cũng đặt ra chế độ thưởng cho người lao động khi chuyên cần giữ vệ sinh, hoàn thành định mức để thưởng phiếu mua hàng tại siêu thị. Đến cửa hàng công ty mini chị mua những mặt hàng là bánh sữa với là nước mắm, chị thấy mặt hàng ở đây là rất rẻ, giúp chị chi tiêu trong hàng ngày. Hai doanh nghiệp nêu trên nằm trong số 24 doanh nghiệp vừa được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vì có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác chăm lo đời sống người lao động. Tại chương trình Tôn vinh doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động vừa qua, đây là hoạt động thường niên do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức với mục tiêu ghi nhận và giới thiệu những doanh nghiệp có mô hình cách làm hay sáng tạo, có chế độ phúc lợi tốt cho người lao động để lan tỏa những mô hình tốt trong cộng đồng doanh nghiệp. Sau 6 năm tổ chức, đã có 178 doanh nghiệp được tôn vinh.